chào tất cả quý vị, chúng ta đang quay trở lại với chương trình 12 con giáp, chương trình đặc biệt chào xuân Nhâm Dần 2022 được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Đắk Nông. Và đây là chương trình để chúng ta có thể luận giải về những con giáp trong 12 con giáp trong văn hóa của phương Đông và đặc biệt là ở Việt Nam chúng ta. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau luận giải về con giáp thứ hai trong bảng 12 con giáp, đó chính là tuổi Sửu. Và tuổi Sửu này đặc biệt như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với khách mời ngày hôm nay, đó chính là MC Hot TikToker Kiwi Kim Quý. Xin chào Hồng Loan và xin chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hôm nay Kiwi rất là vui khi được tham gia một chương trình đặc biệt ở những ngày đầu năm như thế này để mà chúng ta có thể nói về tuổi Đinh Sửu của mình. Cho nên là hy vọng là đến với chương trình ngày hôm nay thì Kiwi sẽ có dịp được lắng nghe những chia sẻ và cũng như là có thêm kinh nghiệm để mình bắt đầu một năm mới thật là nhiều điều may mắn và thuận lợi hơn. Và tất cả những mong muốn của Kiwi sẽ được đáp ứng qua những lời giải và những thông tin của nhà nghiên cứu văn hóa thầy Nguyễn Hữu Học Kỳ. Xin chào thầy. Xin chào Hồng Loan, xin chào khán giả xem chương trình ngày hôm nay. Đây là một gương mặt rất là quen thuộc với chúng ta trong chương trình 12 con giáp, một người đem đến rất là nhiều thông tin hữu ích và những lời khuyên hay. Dạ. Hôm nay lần đầu tiên được ngồi kế thầy phong thủy nên mình cũng hồi hộp lắm. Hy vọng là một chút xíu nữa thầy sẽ chia sẻ rồi hướng dẫn cho em để làm sao mà qua năm mới em khởi sắc đỏ tình rồi đỏ tiền luôn được không thầy? Tôi còn ngồi hộp hơn nữa đó. Trời ơi, cô gái này đến với chương trình và đã đưa ra chính xác, đúng là một người rất là thẳng thắn đưa ra chính xác là mong muốn cái gì ở chương trình để một hồi để mình xoáy sâu vào đó. Thì không biết là lịch Tết của Kim Quý có bận rộn không, khoảng thời gian này có phải là tất bật với công việc quá không? Cuối năm như thế này thì thực sự là mình cũng giống như là những người khác, cũng vừa lo công việc nè, rồi xong rồi mình cũng sắp xếp một chút xíu trong gia đình, rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, vừa lo công việc và mình cũng tranh thủ thời gian để mà có nhiều thời gian hơn cùng với gia đình của mình nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu hé mở dần những cánh cửa để đưa Kim Quý đến những cái câu trả lời có thể là giúp bạn hiểu hơn về bản thân của mình, về tuổi của mình cũng như là công việc của mình trong năm 2022 và cho quý vị khán giả cùng theo dõi. Thì đầu tiên chúng ta đang nói về tuổi Sửu. Thì trong văn hóa của Việt Nam của mình chắc chắn là hình tượng con trâu rất là quen thuộc. Vậy thì Hồng Lan muốn hỏi sâu hơn về hình ảnh con trâu trong văn hóa của Việt Nam và văn hóa Á Đông. Nó có ý nghĩa như thế nào vậy thầy Hồng Kỳ? Người ta nhắc tới tuổi Sửu á thì người ta nói chắc là cực lắm. Tăng cực như trâu, đúng không? Nghe nói nghe. Thật ra tuổi Sửu á nó gắn liền với con người Việt Nam. Người ta nói là trên đồng cạn dưới đồng sâu, chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa. Có nghĩa là con trâu chính là tài sản, là sự giàu có. Nhà của những người nào càng nhiều trâu bò lợn gà thì nhà nó càng giàu có. Nên con trâu chưa chắc là chúng ta nói là sự cực khổ đâu nha. Con trâu chính là sự bình an, một cái cảnh mà sao nông nhàn, một cảnh gần gũi, cái cảnh hạnh phúc của gia đình. Nên chúng ta không giờ nói là con trâu cực khổ đó, bởi vì sứ mệnh của con trâu là phải làm như vậy. Yeah. Đem tới những điều tốt đẹp cho cuộc đời này. Bên cạnh đó thì xét về khía cạnh văn hóa thì tại sao người ta dùng con trâu đặt trong 12 địa chi? Bởi vì chúng ta sẽ cứ nhớ cái điều này nè, khoảng từ 1 giờ tới 3 giờ sáng người ta gọi là giờ Sửu. Giờ Sửu thì trâu là bộ nhai lại rất đặc biệt. Nó ăn là tự nhiên nó là nhả ra tối nha, kịch 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 nghe cọp 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 cọp. Thì người ta nghe cái tiếng đó người ta nói giờ này là giờ Sửu, khoảng từ 1 giờ 3 giờ sáng nó sẽ hoạt động như vậy. Rồi thứ nhất là thầy cũng đã cho chúng ta một cái nhìn khác, là thường người ta nói con trâu là cực thì không cực vui rồi ha, nghe là không cực thì mình cũng khởi sắc trong lòng. Nhưng mà nói về hình dung về một người tuổi Sửu, đặc biệt là Đinh Sửu, thì theo thầy người tuổi Sửu sẽ có những cái tính cách khác biệt như thế nào so với những con giáp khác? Người tuổi Sửu thì họ phần lớn họ sẽ rất là chăm chỉ, nhưng mà lại có một việc là họ hay giấu những cái gì mà họ suy nghĩ lắm. Họ sợ người ta gọi là hiểu được mình nhiều á, và họ không chia sẻ. Và có một việc là người tuổi Sửu thường thường á, vào một số tháng nhất định thì họ cảm thấy rằng họ không được công nhận, không được ghi danh. Tôi làm rất là nhiều, tôi ví dụ trong gia đình vậy, mình cũng rất là thương mẹ mình chăm sóc mẹ mình rất nhiều, nhưng đôi khi mẹ mình không thấy điều đó, mà mẹ nó không có thương tao gì hết, ví dụ vậy, có làm gì đâu không. Ví dụ vậy thì mình sẽ cảm giác rằng mình không được công nhận.
Rồi trong công việc cũng vậy, mình cũng cảm thấy người ta không công nhận cái mà mình làm. À, đó là cảm giác của mình ha. Chứ không phải là người ta không công nhận đâu, mà do mình tự những cái năng lượng tạo nên. Chẳng hạn tháng 9 âm lịch nè, à, mình sẽ có cảm giác đó. Vậy thì nãy giờ thầy Hồng Kỳ chia sẻ một chút xíu về người tuổi Sửu. Còn đối với Kim Quý thì Kim Quý thấy là cái hình ảnh của tuổi Sửu nó có giống với tính cách của mình không? Hình ảnh của tuổi Sửu thường thì giống như thầy vừa chia sẻ thì người ta hay nghĩ là con trâu thì rất là cực, đúng không? Thì mình cảm thấy rằng là mình được cực là một cái may mắn đó chứ. Tại vì khi mà mình sung sướng quá có nghĩa là mình hơi vô dụng á. Đúng không ạ? Nhiều khi mình sung sướng quá đi đâu ta cũng nói thôi, người yêu nó đừng đụng vô, đừng đụng tay vô, đụng vô là đổ bể. Cho nên là mình được hoạt động, mình được cực thì cũng là một cái điều nó may mắn đối với mình và cũng như là tất cả mọi người rồi. Và bản thân của Kim Quý thấy thì đúng là mình là một cái người rất là thích được làm. Mình thích được làm, mình thích được tạo dựng những cái thành quả và mình có cảm giác rằng là khi mà mình đã tạo được một cái điều gì đó thì rất là thích được người khác động viên, rất là thích được người khác cổ vũ hay là công nhận. Và những cái điều đó nó tạo thành một cái động lực rất là lớn đối với mình. Nhưng mà đôi khi trong một vài trường hợp thì đúng là mình cảm thấy mình hơi cực thiệt nha. Hơi cực thiệt nha, đó là cái gì mình cũng sẽ là cái người muốn tự tay mình làm. Cho nên là người ta bảo là cái người nào mà càng làm nhiều hay là càng cái gì cũng muốn theo ý của mình thì sẽ càng cực, phải không thầy? Yeah. Biết nhiều thì khổ nhiều. Tại vì cái gì cũng tới tay của mình hết á. Mà như là Kim Quy sinh tháng mấy? Dạ, ngày sinh của em là ngày 25 tháng 10 năm 1997. À, vậy là em sinh khoảng vào mùa thu, tháng là tháng Tuất. Mùa thu á, thì ta tượng trưng cho khí kim, năng lượng kim. Mà kim vượng á, thì mộc sẽ suy. Do đó là sao? À, em này là khuyên của thầy thôi nha, nghĩa là em có thể đeo những cái gì liên quan tới gỗ, hay là em ví dụ đi Đà Lạt em sẽ thích, bởi vì em thấy màu xanh là em thấy thích, em thấy cây cỏ em sẽ thích, bởi vì cái năng lượng mình cần. Và những người khí kim á, nó tượng trưng việc là sao, là hay mạnh mẽ lắm, hay quyết định chuyện này chuyện kia, làm kịch kịch không ai cản được luôn, nếu như quyết định là phải làm chuyện đó thì có cản thôi. Và mình chịu trách nhiệm với việc mình làm. Người khí kim, tại vì kim tượng sức mạnh, quyền lực và sự công bằng. Vậy thì chắc là năm vừa rồi 2021 của Kim Quý cũng đặc biệt đúng không? Đặc biệt chứ. Đặc sệt luôn. Là nó cứ cô động lại vậy đó. Mà bởi vì tình hình dịch bệnh Covid-19 mà, cho nên là thực sự là Kim Quý nghĩ là ai cũng như mình, ai cũng sẽ bị tác động, bị ảnh hưởng bởi về những cái vấn đề liên quan tới công việc, những cái mối quan hệ xã hội xung quanh. Cho nên là đúng là cái năm vừa qua là một cái năm rất rất là đáng nhớ. Từ mọi thứ, khía cạnh trong cuộc sống của mình nó đều phải thay đổi cả. Và đôi lúc mình sẽ rơi vào một cái thế gọi là thế bị động. Thế bị động, mình không có làm chủ được công việc, làm chủ được cái nguồn thu nhập của mình hay là những cái mối quan hệ xung quanh của mình. Nhưng mà thôi thì tất cả những cái chuyện nó đến thì đều dạy cho mình những cái bài học. Và chắc chắn là nhìn lại cái hành trình đã đi qua thì ai cũng sẽ trưởng thành hơn. Và bản thân của Kiwi cũng vậy, trưởng thành hơn rất là nhiều sau khoảng thời gian vừa rồi. Ngoài bên cạnh trưởng thành thì Hồng Loan thấy có một cái đặc điểm chung của những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật á, là thường năm 2021 á, là một cái năm mà họ phải gọi là đi vào bên trong nhiều. Thành ra là họ sẽ có thời gian để sáng tạo ra những cái mới và họ ấp ủ nó để cho năm mới. Ví dụ như năm 2022 của chúng ta sẽ phát triển nó lên. Vậy thì đối với Kim Quý thì Kim Quý có chuẩn bị hoặc là có kế hoạch gì cho năm mới của mình chưa? Năm 2022 sẽ là một năm mà Kim Quý muốn thực sự tập trung vào lĩnh vực dẫn chương trình của mình, cũng như là trở thành một influencer có thực nhiều cái giá trị để có thể đóng góp cho công việc và mang nhiều cái nguồn năng lượng tích cực hơn đến với những bạn trẻ. Bên cạnh cái công việc trở thành một người dẫn chương trình thì mình còn tham gia TikTok. Thì đây là một cái kênh mà Kiwi có thể chia sẻ nhiều hơn với các bạn trẻ. Và thông qua những cái kênh mạng xã hội như thế này thì em cảm thấy rằng là em cũng được truyền nhiều cái nguồn năng lượng tích cực hơn ấy. Cho nên là chắc chắn năm 2022 sẽ là một cái năm mà mình phải quay trở lại và nhất định phải lợi hại hơn xưa mới được. Thường đây là một cái nguồn năng lượng rất là tốt, một cái sự quyết tâm rất là lớn. Và Hồng Loan cũng chúc và cũng mong một điều đó là Kim Quý sẽ đạt được những gì mà Kim Quý mong muốn. Vậy thì đối với những kế hoạch của Kim Quý như thế thì trong năm 2022 là năm Nhâm Dần, những người tuổi Sửu nên lưu ý những gì vậy thầy? Vào năm Nhâm Dần thì người tuổi Sửu nên lưu ý những cái tháng như thế này. Ví dụ như là người tuổi Sửu nên lưu ý vào
tháng ngọ. Có nghĩa là cái tháng này mình nên uyển chuyển chút xíu, mình đừng tranh luận quá nhiều và mình nên cẩn thận khi mình phát biểu điều gì đó, bởi vì nó tạo ra năng lượng tiêu cực cho bản thân mình và chỉ có làm cho mình mệt thôi. Bởi vì người ta có nói gì mình, bởi vì mình sáng quá, mình đi đầu thì người ta mới nói mình hãy hãnh diện điều đó, nên là không lời qua tiếng lại, mình cẩn thận trong lời nói. Và đặc biệt đằng Sửu thì người ta có là Tỵ Dậu Sửu tam hợp, mình sẽ có những quyết định vào những tháng Tỵ, tháng tư âm lịch là tháng năm dương lịch đó, rồi tháng tám âm lịch, khoảng dừng tháng chín dương lịch, thì những cái tháng đó sẽ giúp cho mình có những quyết định chính xác. Và đặc biệt rằng tất cả những người nào sinh vào năm Đinh Sửu á, thì chữ Đinh người xưa có câu là Bính Đinh Chư Kê Vị, Chư chính là Hợi, Kê chính là Dậu. Có nghĩa là người nào sinh năm tháng ngày giờ có chữ Dậu với lại chữ Hợi chính là quý nhân của mình. Ví dụ năm mà Dậu với Hợi á, thì là quý nhân gia đình. Nghĩa là giúp cho em những câu trả lời nên cưới cái này không, hay là hỏi mẹ, ví dụ mẹ là sinh năm đó đi, thì mình hỏi là người này có hợp với con không, thì mẹ sẽ cho lời khuyên chính xác. Rồi ví dụ người nào sinh vào tháng Hợi, tháng Dậu thì là quý nhân công việc, có nghĩa là những người trợ lực cho mình, hỗ trợ mình để mình làm tốt công việc của mình. Còn nếu là người nào sinh vào ngày Dậu, ngày Hợi thì người đó sẽ là gọi là chi kỷ của mình. Mình có thể nói những điều mà mình không thể nói cho người khác nghe, kể cả người yêu của mình, thì họ sẽ song hành với mình, họ giúp, mà họ không bao giờ nói rằng tôi giúp bạn chuyện đó chuyện kia, họ giúp bằng cả trái tim. Và cuối cùng là người nào sinh vào giờ Dậu, giờ Hợi thì họ sẽ là quý nhân cơ hội, bởi vì thời gian chính là cơ hội, thì họ sẽ giúp cho mình những cơ hội, nên đầu tư việc này, đầu tư nên làm chuyện này, làm cái kia, sẽ đem ra rất là nhiều sự may mắn về tài lộc đó. Nói về tài lộc đó, thì mình lưu ý chữ Hợi với chữ Dậu. Dạ, hồi nãy thầy có nhắc tới là tháng ngọ đó. Dạ, là một cái tháng đặc biệt đối với người Đinh Sửu trong năm 2022 này, thì tháng ngọ là như thế nào vậy thầy? Tháng ngọ chính là tháng 6 dương lịch đó. Là tháng 5 âm lịch là tháng ngọ. Dạ, ở thời điểm này thì mình còn phải lưu ý những cái điều gì vậy? Thứ nhất là mình không nên tranh cãi. Tranh cãi. Những cái chuyện nào mình cảm thấy nó là chuyện lớn thì hóa nhỏ, chuyện nhỏ thì hóa không. Thì vượt qua tháng đó là tốt đẹp. Dạ. Vượt qua những cái tháng đó là em có thể cãi nhau được phải không thầy? Không mà không ai cãi lại em đâu. Vậy đó. đúng không? Không, em là một cái người thật sự là trong cuộc sống nha, em tự cảm thấy em khá là dĩ hòa vi quý đó. Có nghĩa là những cái mâu thuẫn á, ví dụ như là những cái chuyện gì mà nó xảy ra không có như ý muốn của mình á, thì em thường sẽ có một cái xu hướng là một á là em sẽ im lặng và cho qua luôn. Còn hai là sẽ xem như là thôi, mình không đặt tâm huyết vào nó, không đặt suy nghĩ vào nó nữa, để làm cho cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng hơn á. Thì thầy cảm thấy cái cách giải quyết của em như vậy nó có ổn không ạ? Nó ổn, nhưng mà đặc biệt vào cái tháng đó mình lại có những cái suy nghĩ nó khác. Có nghĩa là tháng nào cũng không sao, tới khoảng tận 6 dương lịch cái tự nhiên mình muốn tranh cãi như vậy. Bởi vì mình không thể nào mà mình cầu toàn, mình nói cái gì cũng perfect, cái gì cũng hoàn hảo. Nó sẽ có những giai đoạn cuộc đời mình. Vậy là sau ngày hôm nay em sẽ về em đăng lên Facebook của em: tháng 6 này đừng ai ghẹo tôi. Mình nhớ mình nốt cái chỗ đó đúng lại rồi, đúng rồi, tới tháng 6 này là tôi không có bình thường nha, đừng ghẹo tôi. Cứ báo trước rồi để người ta né ra. Thì ngoài những cái mà thầy chia sẻ vừa rồi, đặc biệt là về công việc, về những điều cần lưu ý, thì ngoài công việc ra thì Kim Quý có muốn hỏi thầy thêm những cái vấn đề gì trong năm 2022 không? Nhắc tới cái vấn đề này thì mình lại cảm thấy tổn thương. Dạ, thưa thầy. Người ta nói là ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Nhưng mà thật sự là chưa ai ép duyên em hết, em muốn được ép duyên. Trong năm mới thì thầy nghĩ rằng là em nên cái con đường tình duyên của em làm như thế nào để nó có thể lắc léo hơn được không thầy? Tại vì nhiều người nói với em là con đường nó suôn sẻ lắm, nó không có một cái điểm dừng gì trên con đường của em luôn. Cho nên đúng là suốt cả năm vừa rồi là cái con đường em nó trống vơ trống quắt luôn. Vậy hả? Bây đúng giờ rồi. Giờ có muốn thêm nó cảnh có trí nhấn vô hả? Đúng rồi, phải có điểm nhấn nữa thầy, có cách nào không ạ? Thật ra như thế này nè, ở em thì nãy giờ nói chuyện thì thầy thấy một việc là em rất là năng động.
Em là TikTok đúng không? Đúng không? TikTok đời em chia sẻ cuộc sống hàng ngày đủ thứ và rất là famous, rất là nổi tiếng. Mặc dù em đã chia sẻ rất là nhiều nhưng nội tâm bên trong của em là rất là giấu kín. Bởi vì sở hữu không thể chia sẻ nhiều được. Em chỉ nói những điều mà sao thiên hạ muốn nghe thôi. Còn những điều của em thì em không nói cho ai hết. Nên do đó em phải tìm một người bạn nào liên quan tới hồi nãy chữ Dậu á, với lại chữ Hợi á, sinh ngày Dậu ngày Hợi, hãy chia sẻ cho họ thì sự may mắn đến với mình. Và để cho tốt hơn á, thì đây là một cái kỹ thuật trong phong thủy mà tới bây giờ tôi chưa có chia sẻ cho ai. Đặc biệt cho mình em thôi. Đặc biệt nha. Và khi mà có thành tựu rồi nhớ con thì tôi biết là cũng được rồi đó thầy. Em gọi cho thầy gọi cho Hồng Loan luôn. Em biết gì không? Thật ra ở trong ngôi nhà của mình á, hay là trong phòng ngủ của mình á, thì nó có hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc đúng không? Thì mình cầm cái la bàn ra đó, smart compass á, mình quay nè, cái chuyện như kia là hướng nam. Ngay chỗ hướng nam, ngay vị trí đó, em nên để một chậu nước nhỏ, trên đó em cắm một cây hoa. Hoa gì mà em thích là được rồi. Rồi hàng tuần em thay nước, có nghĩa là khoảng chừng 3 ngày em thay nước, em cắm hoa mới thì sự may mắn sẽ đến với em trong đường tình duyên. Người ta gọi là đào hoa thủy. Kích hoạt đào hoa thủy. Đây là một bí quyết trong phong thủy. Không phải là nó đem tới bạch mã công tử cho mình, mà nó đem tới năng lượng tích cực. Tự nhiên mình cảm thấy cái gì cũng dịu dàng, dễ chịu. Cái mình đi ra ngoài, cái hôm đó thường ngày mình thấy mặt ông đó thấy ghét lắm. Nhưng hôm nay thấy cũng được. Rồi tự nhiên mình thay đổi cái lối suy nghĩ. Cái tự nhiên thôi chấp nhận thử lần sau đó, lúc đó là mình không còn một mình nữa đó nha. Nhiều khi cái đào hoa nó tới tấp quá, lúc đó là em lại gọi thầy, có thể cắt đào hoa em không mệt rồi thầy ơi, giờ ly nước đi chỗ khác đó thầy. Giờ ly nước chỗ khác. Bây giờ để hướng khác hả thầy, hoặc là mình sẽ quá đào hoa đúng không, để một cái bình hoa nhưng mình không cho nước vào nữa, cho nó héo luôn hả? Cho héo lỡ rồi làm tới luôn em ơi. Rồi vậy là hôm nay là Kim Quý có rất là nhiều thông tin rồi nha. Thấy năm 2022 là có vẻ thành công rực rỡ, lại còn có thêm một cái bình hoa để hướng nam, để mà thu hút những cái mối quan hệ tốt đẹp đến với mình. Thực sự là đến những cái ngày đầu năm mới như thế này thì chắc chắn là mình phải có một cái món quà để mà mình có thể khai xuân để nó rộn ràng đó. Để cảm ơn thầy, cảm ơn Hồng Loan đã cho Kiwi có cơ hội được giao lưu, được chia sẻ cùng với mọi người. Thì thưa quý vị, bây giờ thì chắc là Kiwi sẽ hát tặng cho quý vị một vài câu hát để mà chúng ta đón năm mới thật là nhiều niềm vui, nhiều may mắn đúng không ạ? Dạ, vâng, chào pháo tay cho món quà đặc biệt của Kiwi Kim Quý. Dạ rồi, hát luôn nha. Hát luôn đi. Ok. Mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát bên kia trời, đồi núi xanh ngời, đâu đây tiếng đàn cầm buông lá lơi, đâu đây tiếng lòng tôi nghe tí tơi. Và em tôi như bao giọt sương trắng trong vời vợi, em biết yêu rồi, em yêu những chiều ngồi nghe gió ru, em yêu tiếng lòng tôi yêu thế thôi. Như bao giọt sương còn vương mình trên lá, như bao nụ hoa ngã xanh môi em cười, như xuân chờ đông tình ta còn xa quá, nên em đợi anh chẳng biết đến bao giờ. Đêm nay từng đàn chim trắng bay xa anh, biết mùa xuân nắng có còn vương trên môi em. Ôi, và giọng hát của Kim Quý cũng đã cắt đứt đi cơ hội được hát của Hồng Loan. Tại vì không thể nào hát heo được một cái giọng hát mà rất là hay, rất là tình cảm như vậy. Cảm ơn Kim Quý rất là nhiều về một món quà vô cùng ý nghĩa dành cho quý vị khán giả trong dịp đầu năm mới như vậy. Thưa quý vị, thực sự Kiwi rất là muốn nhắn gửi những cái lời chúc may mắn và bình an nhất đến tất cả quý vị. Và như thầy có chia sẻ đó là khi mà chúng ta tin vào những cái điều tốt lành thì chúng ta cũng sẽ nhận được những cái điều tốt lành. Kiwi cũng kính chúc tất cả quý vị sẽ khởi đầu một năm mới thật nhiều sức khỏe, bởi vì sức khỏe là cái điều quan trọng và điều tiên quyết nhất trong cuộc sống của mỗi con người. Và thứ hai, chúc cho quý vị sẽ luôn có thể nhìn nhận mọi điều, mọi sự việc, kể cả những cái biến cố xảy ra trong cuộc sống của mình bằng một cái sự lạc quan tích cực nhất, và luôn tin rằng tất cả chúng ta ai cũng đều xứng đáng với sự hạnh phúc. Xin
Được, cảm ơn Kim Quý, một câu chúc rất là ý nghĩa. Và Hồng Loan cũng xin mượn nguồn năng lượng rất là tích cực vừa rồi của Kim Quý dành tặng cho tất cả quý vị khán giả. Và cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành với Hồng Loan, Kim Quý và thầy Hồng Kỳ trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của chương trình 12 con giáp.